Thì chúng ta đánh máy là test mà chúng ta không nhớ cái công thức, tức là mấy cái lệnh bằng là test để mà đánh mấy công thức toán, thì chúng ta có thể qua bên Power, rồi chúng ta chèm công thức vô. Ví dụ như ở đây là tôi càng chèm cái là số tổ hợp chập chập k, chập chập không của 4, nhân cho cái số tổ hợp chập cái này là chập chập 4 của 8. Đấy, thì tôi chèm công thức vô Word, xong rồi tôi chọn công thức này, tôi bấm Tango test. Đấy, thì tôi thấy là nó sẽ chuyển, chúng ta thấy là nó sẽ chuyển sang cái công thức bằng la test. Cái này là mình sẽ copy qua bên bên cái cửa sổ test studio. Nhưng mà ở đây mình dư dư cái ký hiệu đô la này. Dư ký hiệu đô la, tại bên đây mình có ký hiệu đô la sẵn rồi. Đấy. Rồi sao cho nó chạy ra. Này, chúng ta đã tính được, khi ta đã nhập được cái công thức trong trong la test, tức là cụ thể trong test studio đó, mà đã bị dịch ra được.